nhiều đường mới ha. Từ Hồ Biểu Chánh quẹo trái ra Trần Công Thân, Phú Nhuận. Ồ, hẻm đây cũng bán quán bị rồi. Ở đây đụng Huỳnh Văn Bánh lại rồi. Ủa đường Trần Công Vân này lên Trần Công Vân gì? Trần Công Vân Phú Nhuận ha. Tới khi là đụng Trần Hữu Liệu ra Huỳnh Văn Bánh lại. Chắc có lẽ mình nên vòng lên lại quá. Lại cái quán bún bò cao, quán bánh cuốn nóng hả, ăn quá dạ.
trường. Ở chỗ này có đường Lê Quý Đôn không ạ? Ở đường Lê Quý Đôn nằm rộng 3 thì không? Ở là đi lên cái góc đường bên kia là đụng mà Nguyễn Văn Trở ấy. Mình quẹo qua cái Lê Quý Đôn này ha. Lê Quý Đôn là từ cuối đường. Lê Quý Đôn phường 12 quận Phú Nhuận. Diệu vậy là vòng lại lên cái đường kia rồi. Trần Văn Diệu này bé ở đường này nó tùm lum quá không. Này Trần Văn Diệu lên biết phải lên cái đường. Ủa Trần Văn Diệu nữa. Đây nó có đường không ta? Đây nó là đường gì? Ủa cũng Trần Quang Diệu luôn hả? Ờ thôi vậy đi ra. Đây đường hẻm không à, Trần Quang Diệu này là Quang Diệu thế nào á? Lên cái đường phường 2 Quân Nhật có cái chí vậy hả? Ở ra này đường Sài Gòn à. Đây chùa Phổ Hành nữa này. Hai chùa Phổ Hành. Năm Lê Quý Đôn phường 12 quận Phú Nhuận. Kính mừng Phật đản rồi đó. Kêu là gì? Ngũ hành viếng. Bên kia có ngũ hành viếng đó nè, 18 Lê Quý Đôn nè. Chạy vô thử xe mặt à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Anh xin chào. Tự tự làm tự bán. Kiểu khó làm cái loại hình bán trực tiếp như thế. Nhưng mà cái khó là để bán trong ngày. Không có để qua đêm. Oh.
Dừng video đây ha.